Thôi mình về nhà rồi nè, vô nhà chơi thôi. Ơi, có hai bạn kia nè. Ơi hai bạn vô nhà tôi chơi không đi, hai bạn đi đâu vậy? Ủa, nhà mình nghèo à, nhà mình mới chơi mà, nhà mình nghèo đúng rồi các bạn ơi, nhà mình không có giàu đâu. Hai bạn vô chơi với mình đi. Hai bạn vô nhà chơi với mình ha. Chê luôn à. Hai bạn nó chơi tôi rồi các bạn ơi, hai bạn nó chơi tôi nhà nghèo, hai bạn nó không chơi với tôi rồi. Được rồi, hai bạn chơi tôi nhà nghèo với vậy. Rồi bây giờ tôi cho hai bạn hối hận nè. Xem nè. Khoan dừng lại khoảng chừng 2 giây đi. Nhìn đây nè, của nhà của người ta mà. Giỡn thôi, giỡn xíu làm gì căng nè, xem lại nha, xem kỹ nha, nhà của tôi á. Đây rồi, tôi đã đủ tiền mua nhà rồi các bạn ơi. Cuối cùng tôi cũng đủ tiền mua nhà rồi. Hello các bạn nha. Thì sau đâu đó khoảng 3-4 ngày, 4 ngày, 5 ngày mình chơi game các bạn, mình đã đủ tiền mua cái nhà to như thế này rồi các bạn. Wow. Rồi bây giờ mình sẽ dắt các bạn vô tham quan nhà mới của mình ha. Wow, sao nghe mùi thơm ta, mùi thơm quý người ta, sao như nhà thơm vậy? Thơm mùi gì mọi người? Thơm cái mùi nhà mới đó. Hello mọi người ha, đây mọi người, đây cái nhà của tôi mới mua các bạn ơi. Đây thì tôi chơi game hình như tạo mạc mới được 5 ngày hay sao á. Và tôi được cái nhà mới nè các bạn, nhà này có hồ luôn nha, cái hồ này có câu cá đó, có cá lớn luôn các bạn, có cá sấu luôn đó nha. Tôi biết là cái thông tin này cũng biết nhưng mà tôi nói lại nha mọi người nha. Đây đây đây, nói chung là thật sự là tôi rất là hào hứng, tôi rất là vui luôn các bạn. Thì mấy bạn cũng biết mà, khi mà mình chơi một cái hạt mới á thì mình mua được một cái nhà mới thì đương nhiên mình phải vui đúng không? Đúng, đúng. Vui cực kỳ vui luôn các bạn. Ồ, nhà tôi nhà mới các bạn, giờ mình đi tham quan ha. Trong này dưới này có một cái phòng nè. Cái phòng này mà mốt chắc mình xây thành một cái phòng ngủ các bạn. Ok, chắc phải xanh. Ôi, cái phòng này hả, cái phòng này chú Hải tôi xây thành cái phòng toilet đi các bạn, rồi cái phòng vệ sinh á, rồi phòng ngủ tôi sẽ ở trên này á. Đó, tôi để phòng ngủ tôi đây nè, để một cái dàn máy livestream của tôi đây nè các bạn, chiêu chiêu ha, cũng được cái ta, được 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 á. Và bên đây mình sẽ khu một cái xây khu sinh thái cũng được các bạn. Không thì mình không xây nhà vệ sinh đây thì mình xây cái hầm cá tra đây cũng được các bạn, tại ở dưới quê tôi mà tôi quen rồi các bạn. Tôi quen rồi, tôi đi hầm cá tra không à, thành ra rồi cho mới mốt xây hầm cá tra cho nó quen nha, cũng được á. Hay gì người ta lấy người ta câu cá, nhưng mà chắc gì nhà tôi có người vô đâu các bạn. Hiện tại nhà tôi người ta vô mới có 5 người à, không có ai vô đâu, có 180 người vô hồi đó nha. Rồi ở dưới này là một cái tầng hầm các bạn. Wow wow, dưới này có thể sắp tới mình xây một cái quán bar cho mọi người, quán bar để đi quẩy ha. Được cái ta, được 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 đó nha. Mình nghĩ mình nghe thấy hào hứng đó, nhưng mà mình thấy thiếu thiếu cái gì á mọi người, thiếu thiếu cái gì á. Hình như để mình đi ra ngoài mình đi một vòng rồi mình thiếu thiếu cái gì sao á. Mình cũng không biết thiếu thiếu cái gì nữa các bạn, mình cảm giác như mình còn thiếu thiếu cái món gì đó thì phải á. Ôi đúng rồi, mình thấy bạn kia chạy xe mới nhớ, mình thiếu xe các bạn. Hay là mình mua xe này đi ta, mình mua xe này ha. Được được các bạn, nếu mà các bạn nào like video này, đăng ký kênh video này, mình sẽ mua chiếc xe này nha các bạn. 2, 3, các bạn like chưa? Like được đúng không? Like rồi thôi chứ tôi cũng đâu có mua rồi mọi người, đủ tiền đâu mua, có 82 kim cương rồi mua gì tiền. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan nha, tôi đi tham vô đây tôi tham quan coi có xe nào mới không, vô tôi mua các bạn. Wow, đúng là của dân nhà giàu các bạn, toàn xe xịn không à các bạn ơi. Ôi, chiếc này là chiếc Rolls Royce đúng không? Chiếc này nhiêu đây? Có 15k kim cương à, thôi bán cho con hai chiếc nha chú, bán hai chiếc đi chú ơi. Hello, bán hai chiếc đi, đó. Dạ, ai da, bán hai chiếc mà con có 82, đằng này có 15 mà, mua 3 chiếc cũng được nữa. Bán con hai chiếc đi chú, không mấy bán trả góp được không? Mà mình ở đây mình có dịch vụ bán trả góp không chú? Có không? Có không chú? Ủa sao chú không nói gì chú cười hoài vậy? Hay chú hay vậy quá. Không bán thì thôi, làm ghê vậy. Chiếc bên này cũng đẹp rồi các bạn. Wow, mua chặn ha, dạng xe đua nè. Wow. Cái này nhiêu vậy? 12k. Mấy ông này thiệt sự cho bán xe bắn mắt quá. Bán cho người càng trai của tôi đi. Giờ bán 12k đúng không? Thay vì bán 12k kim cương thôi bán 12k tiền sau đi. Được không? Ông tán cái đầu tôi mọi người, ông tán cái đầu tôi. Mình không nói mày khôn quá. Cái xe này nhiêu ta, xe này nhiêu ạ?
Xe này 432 á. Wow, xe này cũng mua chằng cũng ghê lắm nè. Cũng được á mọi người, để 432 đúng không? Rồi tôi sẽ đã dành tiền tôi mua chiếc xe này. Nhìn này cũng ngon ngầu á. Rồi mình đi tham quan xe khác các bạn, để coi mình coi có được mua được cái gì không ha. Rồi cái xe này chở hai người nè. Xe này nhiêu vậy? 27.000. Mắc. Mà xấu không mua. Xe này nhiêu? 432 kim cương. Ủa sao bằng cái xe kia? Ý, xe này mà 54k đó bạn, 54k cũng đẹp á, cũng đẹp á. Rồi rồi, ý, mình thích thích chiếc màu đen nha. Chiếc màu đen nhìn nó ngầu ngầu quý vị các bạn. Rồi rồi, sau này tôi sẽ mua. Hứa hẹn nha, em đợi anh sau này anh giàu anh sẽ mua nha em. Mà nó chứ không có khi nào giàu nữa. Trời ơi, cái xe gì mà chưa chạy mà xịt khói gì thấy ghê vậy. Xe chê không mua nha. Nhiêu ạ? 108 kim cương. Xe chưa mua xịt khói tù lum rồi. Ở xe này cũng vậy nè, xe này nhìn cổ điển dữ người ta. Wow, ấy có 13k thôi hả? Ồ, cái này 108 kim cương nè. Màu đỏ với màu xanh là nó hiếm hơn à. Hai cái màu này nó tù hơn à. Thôi kệ nó mọi người, mua chiếc đó. Ôi, mua chiếc xích lô nè. Xích lô này chở được mấy người ạ? À? Một chỗ thôi. Mua xích lô về một chỗ. Rồi ai chạy rồi sao kiếm tiền. Hay vậy quá, hay bán quá. Chiếc này 54k hả? Thôi. Tôi qua chiếc này coi. Ôi, chiếc này đẹp vậy. Chiếc này hai chỗ nè mọi người. Wow, được gì ta. Nhìn đẹp ha. Chiếc này mà mua chiếc này mà chở thêm cái con chở thêm một cái bé nào đó cái bên nó chắc hợp lý. Hợp lý. À, 67.5 tiền sao à. Bây giờ sao ta, bây giờ tôi sẽ điện gọi điện thoại cho mẹ tôi ha. Điện thoại mẹ tôi để tôi xin tiền các bạn chứ tôi có tiền đâu mà tôi mua. Alo mẹ hả? Alo mẹ ơi, mẹ điện thoại có bị gì không, sao mà con nói chuyện mẹ không nghe hả? Mẹ cho chị, mẹ cho con tiền mua xe ha. Nhiêu hả? Dạ xe có 20 triệu à. 20 triệu. Mày làm gì? Trời. Rồi mọi người ơi, mẹ tôi không cho tôi mua mọi người ơi, tôi buồn quá mọi người, mẹ tôi không cho mua rồi. Vậy là tôi phải đi cậy thôi. Tôi phải đi cậy tiền sao để tôi mua xe thôi mọi người ơi. Đi thôi, let's go. A few moments later. Ok mọi người, thì sau một khoảng thời gian tôi đi cậy thì bây giờ tôi đã đủ tiền sao rồi các bạn. 67k nè, rồi vừa đủ luôn, lụm luôn. Wow. Ngon lành cành đào liền. Trời ơi, tôi không còn là tòng vô lô nghèo nữa nha mọi người nha. Tôi không còn là tòng vô lô cày chai nghèo nữa nha các bạn. Đâu có lối ra đâu vậy? Cái đường ra đường nào vậy chú? Chú ơi cho con thử xe cái. Ủa? Cái đường ra đâu ta? Ủa? Đây hả? Ủa đâu phải? À phải đây nè ông nội ơi. Thấy trường ra chậm chậm á gì mà hỏi kiếm hay kiếm quá. Tôi thử test cái xe thử cho mọi người. Trời ơi, tôi không còn là nhà nghèo nữa. Đó, xịn sò liền. Có bạn nào giống tôi không? Có bạn nào mà cày chai giống tôi không mọi người? Thì tôi chơi game đâu đó khoảng 5-6 ngày là tôi mua được chiếc xe, là mua được nhà luôn các bạn. Bạn cố lên nha. Mình sẽ nhả vía và cổ vũ tinh thần cho các bạn mua xe, mua nhà các bạn. Wow, hôm nay mình rất là vui luôn các bạn. Mình vừa mua xe mà vừa mua nhà nữa. Xịn thế nha. Ok các bạn, giờ mình sẽ trả kết quả cái mini game kết bạn ha. Thì bạn comment sớm nhất là bạn quốc đại các bạn. Rồi mình sẽ kết bạn với bạn ha. Chỉ mong được kết bạn với anh ha, giữ vậy sao rồi kết bạn luôn nè. Rồi, đã gửi lời cảm ơn kết bạn với bạn ha. Rồi các bạn, thì cái video này mình sẽ kết bạn với một bạn comment sớm nhất trên video của mình ha. Nên các bạn hãy nhấn cái chuông để các bạn nhấn cái chuông ra thông báo mình đăng video lên, các bạn comment liền ha, để được kết bạn với mình nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ trả kết quả cái mini game của ngày hôm qua nè. Go. Ok, mình đã đưa tên các bạn vào đây nè. Coi bạn may mắn ở chúng ta ngày hôm nay là sẽ là bạn nào đây? Là bạn Long Phan. Ủa Long Phan hình như được mấy lần rồi sao á. Gói chim cánh cục đúng không? Chúc anh một ngày vui vẻ. Rồi ok ha, đợi anh xíu ha. Ok em ơi, thì anh đã tặng em cái gói chim cánh cục đó, em có thể kiểm tra lại ha. Rồi chúc mừng bạn ha. Ok các bạn, thì cái mini game ở video này thì cũng y chang vậy các bạn. Thì để tham gia cái mini game của mình ở bước 1, các bạn phải like video nè, đăng ký kênh này, nhấn cái chuông, các bạn nhớ nhấn cái chuông nha. Bước 2 là comment cái tên của bạn cộng với cái ID trong game ha. Cái ID là ở đây nè các bạn ha. Rồi cái bước 3 là các bạn nhận cái gói gì, ủn ỉn hay là chim cánh cục hay là con gì đó các bạn, thì các bạn đừng comment bên dưới giùm mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lên TV nè các bạn ơi, let's go. Ok, hello các bạn nha, chào mừng các bạn quay lại nhà của tôi ha. Thì hồi nãy giờ nói như thiệt luôn nhưng mà không bấm nút quay mọi người, bây giờ quay lại nè. Hello các bạn ha, thì hôm nay cái giọng tôi nó hơi lạ các bạn, thì tôi có hơi cảm hơi á, thì các bạn thông cảm ha. Rồi lên TV đầu tiên là bạn Vũ Quốc Ban lại ngủ nữa các bạn.
Wow, ấy mua bộ đồ này đẹp á, bộ đồ này giống tôi nè, bạn mua giống tôi, bạn mèo Bắc Hảo nè. Đang bán lại cũng khá hot các bạn, các bạn nào cũng muốn mua thì mua ha. So cola siêu hơn mà bạn quý kè chai nè, bạn cao mét tư nè, bạn baby tiên nè, bạn shop cà chớn gì vậy, bạn hot đây hot si đây, bạn em bé tai lâu switch nè, bạn mít đặt vô lô rồi ha, bạn đặt tính công tử ha, trần quân ha. Chào mọi người đến channel của mình, thật dữ vậy sao ghê à, cầm con bướm vượn cánh chim nhưng cá hập ghê vậy sao, ghê vậy sao, bạn quốc đại gì vậy, đứng như một nồi vậy, sợ cosplay giống tôi mọi người. Quốc đại, bạn khủng long, bạn liên liên dữ vậy ta, tôi thích nghe, tôi thích gì, tôi thích lắm á. Mọi người xem đến đây, bạn chưa đăng ký kênh này nhắn gì, mọi người mau nhanh tay nhấn nút like giúp anh Toàn Yolo được 1.000 like đi mọi người. Đúng rồi, cảm ơn mọi người ha, thì ước mơ của tôi là một video được 1.000 like các bạn. Bạn nào chưa like thì cho xin một like ha, tại vì like nó miễn phí mà các bạn, cảm ơn các bạn nhiều ha, mãi yêu à. Bạn ca han nè, bạn happy cuti nè ha, bạn cá con cute, bạn cường đô la, cường đô la, trời bữa nay cường đô la cho nhà tôi luôn mọi người. Em bé cai đây nè, whip weber nè, bảo châu nè, bạn mèo 2k nè, không thích hả, giữ gì sao. Bạn anh Tuấn nè, mốt quên bấm nút quay là ăn gậy nha, xin lỗi mà, hay vậy quá để quên bấm nút quay thiệt. Còn hơi nách nữa, Tú idol ha, rồi hỏi ông em nè, cho hỏi cái nè, không chờ đi nha, thử thử cái này đó thôi nha, thật ghê vậy. y quá nhiều là y quá nhờ ha, giữ vậy sao, giữ vậy sao, giữ gì sao. Bạn em bao cái gì ha, đi nhậu anh em bao ha, không em, anh giờ anh nghèo khổ lắm em, toàn báo ha, có báo đâu mọi người, quên bấm nút quay thôi mà. Đó là bạn Trăm mà lay ha, bạn mất điều là yêu mất rồi ha, giữ gì ta. Nina nè, Abby nè, Lusa nè, với lại King Baby gì nè. Bữa nay thằng Huy đâu ta, nó ngủ tới khuya à, thức tới khuya nó chưa thức à, hay là đi học rồi, giữ gì sao. Ủa khi nào các bạn đi học ta, các bạn khi nào đi học, các bạn đã comment bên dưới giùm anh đang biết sắp xếp lịch để còn lên TV với các bạn nữa ha. Shop cosplay Ngọc Thanh 2k3 hay gì mà mặc đồ con bò, tính ra là không biết luôn mọi người, chưa xem clip Thanh luôn, chưa đi xem clip của Thanh luôn mọi người. Hồi tối qua là đi quay clip với lại Junbi các bạn, quay clip cho Junbi á, quay bao tim quay cho Junbi, nhưng mà không biết khi nào Junbi đăng nữa, thì mong là ra sớm nha các bạn biết quay cái gì ha. Em bé Yuti nè, bạn 17 tháng 1 nè, rồi tiếp nha, tiếp bạn Anh Tuấn nè, bạn Cá Heo Hồng T1, rồi bạn Bin 312 nè, 3128 nè. Hello mọi người, hello tất cả mọi người, lại là mình đây, Bin 3128 nè. Dữ gì sao, bạn Khoa shop đẹp trai, bạn Thanh Hưng, bạn Quy Kè Trai, bạn Cá Con Phan Toàn, hello em, trời ơi con này tên Dương Miệng anh chưa có luôn á, xem bắt hay chứ hả. Bạn này có con ếch cây mắt đỏ các bạn, hiện tại là ếch nó sắp hết đó nha các bạn, nhanh chóng đi bắt nha các bạn ơi, không bắt là coi chừng đi á. Bạn Lương Kiều nè, bạn Omi 404 nè, mọi người đừng, mọi người hãy like cho shop nha, đúng rồi mọi người like đi mọi người, bạn nghe cô Ba Trăng coi chừng nha. Bạn Hoàng Nổ nè, rồi qua đây nha mọi người, thì anh nói rồi mọi người, cái giọng anh nó hơi lạ xíu mọi người thông cảm ha. Mãi yêu Toàn Yolo ha, giữ vậy sao, cá con bún bò nè, bạn BGG gì đó nè, bạn anh nhớ em không, hôm qua tối qua em báo mà không nhớ luôn, nghiệp húi luôn hả, gì vậy keo em, keo giờ anh là sao, kéo giò anh hả, ngang khang tối qua kéo giò anh, hai đứa đi chung đúng không, hay vậy quá. Bạn Tấn Phát nè, bạn Xin nè, bạn Trang nè, bạn Anh Tuấn nè, anh Tuấn đứng dài vậy, bạn Linarin nè, bạn anh Toàn đẹp trai nhất hả, rồi cảm ơn bạn ha, giữ gì sao, cầm con giấy hồng luôn, rồi hết thấy đường luôn mọi người. Chào mọi người, chào một shop vui vẻ hả, chào An Khang, hello mọi người, là mình bé hổ đây, giữ gì sao. Lisa Đức Canh, Đức Anh hay là Đu Canh, bạn Mi ra quay ra, bạn bà Lay nè, hay vậy quá, rồi ok mọi người, lên TV xong ha, rồi bây giờ ký tường thôi các bạn.